Hai chị đi, where are we? Nè, bác sĩ, một chút nữa bác sĩ sẽ kiểm tra mắt cho chay nha. Không. Không gì? Bằng con. Làm sao? Bằng con hả? Hi. Say hi. How are you? Say I'm good. I love your little dresser, your shirt. No, they're shorts. Oh, they're so cute. Thank you. Yeah. JD, the doctor is gonna check your eyes, so stay still, okay? Good girl. All right, so that goes back to you. Thank you. Okay, and nobody in the household has had any COVID symptoms, cough, fever, anything? Okay, perfect. Happy to hear that. So what I'm going to have you guys do next is go down this hallway right here on the other side of this wall. Mm-hmm. As you circle around, it's at the end. There's a stop sign, a little stop sign. Just stop there and they'll call you guys back. Okay. Okay, thank you. Yes, thank you. Đi đây. Đây. Này, chỗ này có cái stop sign. Đứng yên ở chỗ này. À. Đứng im chỗ này rồi bác sĩ kêu con vô nha. Đứng im ngay chỗ con khỉ nè. Đó, chị bữa nay đi khám mắt nè cô chú ơi. Không gì. Thôi đừng có xạo, đâu có gì đâu sợ. Hồi bữa con nhớ mày đi khám không? Đâu có sao đâu. Is this Jade? Yes, Jade. We're gonna check everyone's temperature. Sure. Hi there. Oh my God. Hi, honey. Hey. Hi. Okay, we're gonna think cool thoughts. Just outside, just come up a little bit. Oh, really? Yeah, but it's hot. Oh my yes, God. Yes, exactly. So we can give one more minute. One more minute. You're a cutie. You're a cutie. All right, that's better. Okay, come with me. Phải nói tại vì mới đi ngoài nắng vô nên là cái nhiệt độ hơi nóng một chút, đứng chờ một chút. Right in here. Go in there. Wow. Okay, we'll be with you soon. Okay, Jay, con ngồi trên cái ghế màu đen á. That's your chair, chị đi. Yeah, that's your chair. Mẹ ngồi đây. Ê, thử cái đó. Cái đó của bác sĩ. Ai, lần đầu tiên Ngọc vô một cái phòng khám mắt của ngồi chờ đúng rồi. We'll be with you guys soon, okay? Sure, thank you. Jay, Jay giỏi quá. Wait for the doctor, okay? Ờ, cô đóng cửa lại chút nữa bác sĩ vô. Cô đó chưa phải bác sĩ, cô đó chỉ là trợ lý thôi. Ồ, con chó luôn rồi. Thật tự muốn con chó. Trời ơi, để chi cho nhiều dữ vậy. À, để này chắc chút nữa để cho tụi nó nhìn chứ gì. Không có được đụng nha. Không lấy được. Cha phòng này bự dữ ạ. Rồi chắc phải bự, phải đủ diện tích để mới kiểm tra mắt được. Cha, sướng ta được ngồi. Ê, ê, bậy, bậy. Đi lên ghế ngồi chờ bác sĩ đàng hoàng. Ê, đừng. Đừng có phá đồ của bác sĩ. Để bữa nào mày đánh mày đi đặt hẹn để cho con đi làm răng luôn nè. Để kiểm tra răng luôn. Ừ, up there. Hello. Hi, my name is Steven. Hi. I'll look with the guys first before you'll be seeing Dr. Rao. Oh, okay. Are you Jade's mom? Yes. Okay. And her date of birth is 11-11-17? Correct. So what's going on to have her come see us? Chưa phải bác sĩ không? Chú này vô ghi thông tin. I'm gonna show you a couple things. Can I show one of my guys in my pocket? Whoa. Can we actually... Oh, we can look at this one first. Look at this guy way over here. And way up top. Good job. I'm gonna come this way too. I think this is a Sharky. See my Sharky? Down the oh, he's not blinking. Oh, maybe he'll start up again later. Maybe he'll do it again later. Mm-hmm. Let's see, I'm actually gonna have to look at one of these guys. Okay. Because I think this little doggy's gonna go for us. Oh. You see that puppy down there? Watch the puppy. JD, look at the puppy. Is he barking at you? Is he saying hello? Hello. How about this guy up top? Are you for this one? He's gonna dance too. There he is. He's a chili pepper. Where's my chili? Yeah, he's up there. Is he red? He's red.
What about his head? Is that green? And it's green too? Do you see his maracas? Yeah, that's how he's making some music. Good. Good job. I wonder if we see some on my TV. Let's look. Let's go on for a second. Oh, on my show. Wow. Right here. Okay, turn you this way, ready? Oh, so good. The very beginning of Dora. JD, good job. Ừ, mày thấy rồi. Wow. Because I want to show one of the guys in my pocket. Okay? Let me show you this one here. Do you see him? Watch him. I think this is supposed to be like a monster guy. Is he kind of silly looking? What if we switch hands? He fits on my finger like that. Boop, boop. See him? He's cool. Do you know what color he is? He's like a yellow or orange, huh? Maybe an orange more than a yellow. Good. And one more guy in my pocket. This one I've been saving. I've been saving this guy because I like what he does with his tongue. He goes, bloop, bloop, bloop. I think he's a froggy, so he must be saying, rub it, rub it, rub it, rub it, rub it. That's what my frog says. Okay, we did that. Yeah. Is it fun, JD? Yeah, okay. All right, I'm gonna lower my lights. It's gonna get a little bit darker, ready? Boop. A little bit darker. I'm gonna take a look at you with a flashlight. Light back on. Okay. Alright, so we are going to be dilating her eyes. We're gonna be putting an eye drop in both eyes to open up her pupils so that Dr. Rao can see inside of her eyes. Mm-hmm. He can just check the general health of the eye as well as check for any prescription that she might have. Mm-hmm. So we're gonna do that. I'm probably gonna have you sit with her. Okay. Just because she's probably not gonna be super thrilled with this part. So, JD. You do it yourself? You wanna can you go down? Down here? Yep. Can you help? Okay. There you go. You're big, you can do it. And she might be a little bit light sensitive just because her pupils will be bigger. Yeah. So just keep that in mind. Okay, she's thank you. With that sun or something. Yeah, she's. There you go. Hello. Đi, đi ra. Thì thẳng ra luôn, thẳng ra luôn. Chút nữa vô lại, chút nữa mình vô lại nữa chứ mình chưa có xong. Chưa, cô chưa gặp bác sĩ đâu, cái bác đó chưa phải bác sĩ, cái đó là nhân viên của bác sĩ thôi. Giờ đi ra xe. Đi ra xe đợi 25 phút rồi mới vô lại tại vì mới nhỏ mắt cho nó. Nhỏ mắt để bác sĩ coi. Rồi lên xe. Xe ngồi đi con. Lên xe ngồi bên kia ha. Rồi. Lên xe. Ờ cô chú ơi, bây giờ là đi ra xe đợi một chút. Tại vì mới nhỏ cái thuốc nhỏ mắt vô thì phải đợi 25 phút cho tới nửa tiếng đồng hồ thì thuốc nhỏ mắt nó mới hoạt động để bác sĩ mới coi được ở trong cái con mắt. Anh nói nãy vô anh coi xong rồi nó hơi bị gọi là cái gì? Nhạy cảm với lại ánh sáng. Y như ba nó luôn. Rồi từ từ đợi coi bác sĩ. Con Ngọc nói đúng rồi, nó bị nhạy cảm với ánh sáng lắm, nó không có thích ánh sáng. Hồi nãy chú làm gì vậy? Chú nhỏ mắt con khóc hả? Dạ. Ủa mà nhỏ mắt có chi đâu khóc? Không khóc vuông hả? Dạ. Giỏi quá, hồi nãy là chay là quá giỏi luôn á. Công nhận người ta làm người chơi cho trẻ em ta làm thường xuyên, người ta chuyên nghiệp chứ sao? Không có ca nào mà ta không đỡ nổi hết chứ ha. Bây giờ ngồi chờ thêm 25 tới 30 phút nữa vô ha. Vô gặp bác sĩ thiệt luôn á, giờ mình không gặp bác sĩ giỡn nữa đó. Mà nãy chị giỏi quá, nãy mẹ thấy là chị quá giỏi luôn á, phải không? Thấy cái chú đó làm, chú đó làm giống Út không? Út vừa bữa lấy cái đèn rồi gọi vô mắt á, giống không?
Đó, mẹ đau vào tay cho nè. Rồi bây giờ chờ nha. Thì đủ giờ, đủ giấy rồi thì bác sĩ mới gọi vô lại nè cô chú ơi. Rồi cô vô con. Vô mình phải đàng hoàng nghiêm chỉnh nghe chưa. Rồi. Ok, đây nè, đường cũ, đường cũ. Đường xưa lối cũ. Ê, 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 đường xưa lối cũ. Đứng. You are so fast. Come on in. Come on in. Lẹ lên. Chị. This way. This way. Wait in here. Come on in. Rồi, rồi, rồi. Rồi ngồi xuống lại đi. Let me just look at your eyes. Can I see your eyes? You want those guys? Okay. Shady, she wants to see your eyes. Oh, very nice. You want me to turn him on? Okay. Oh, you gotta sit on the black chair. Go sit on the black chair. Here he goes. He'll be interested to see you. Okay. Thank you. Con đầu người ta mở ra lên cho nó đó. Ở cái ghế này màu đen kìa, lấy màu đen. Ghế kia của bác sĩ đó. Mang dép vô con. Không biết người ta xịt cái nước đó vô cái mắt nó bị mờ không biết. Thường 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 á khi mà đi làm cái này là mắt bị mờ lắm. Bác sĩ đâu? Bác hả? Nói mẹ nghe coi ai là bác sĩ. Chú bác sĩ. Chú bác sĩ đúng rồi. Chú bác sĩ knock knock. Rồi chú bác sĩ knock knock rồi gõ cửa đó. Knock cửa. Ừ, sao nữa? Mẹ bác sĩ. Ừ, mẹ bác sĩ nè. Mẹ bác sĩ luôn hả? Dạ. Không, mẹ là chị bác sĩ. Này á. Cái đó hả? Cái đó là cái máy khám mắt đó con. Ngồi im, ngồi im. Không ngồi im nữa hả? Mẹ đâu có biết bấm cái đó đâu. Có chút nữa bác sĩ vô bác sĩ bấm cho mẹ đâu biết. Mà Chay ơi, Chay nghe mẹ nói nè. Chay nghe mẹ nói nè Chay, bác sĩ này là bác sĩ mắt nha. Chay à, đâu phải bấm cái hộp đó, nó thấy người ta bấm cái gì trong đó lại bấm cái hộp này có được không? Cô bà bấm, bà nhìn lên coi. Không đúng. Bác sĩ, chị phá đồ bác sĩ ơi. Rồi ngồi lên bác sĩ, vô bác sĩ bấm liền. Ngồi lên ghế đàng hoàng để bác sĩ bấm liền cho con. Chạy à. Con quay ghế gần chút bác sĩ ngồi chống mặt hay sao? Chạy con bộ nó hứng thú với mấy bác sĩ lắm nha. Hứng thú dữ lắm. Hứng thú dữ lắm phải không? Yeah. Ừ, hứng thú lắm. Chidi, do you want to be a doctor? Yeah. Yeah, what kind of doctor? Kind of pink. Pink doctor? Yeah. Okay. Pink doctor is about gold. What? Pink doctor is gold. Pink doctor for daddy. Con muốn làm bác sĩ gì? Muốn bác sĩ. Mà pink muốn bác sĩ. Mà kêu mẹ mẹ. Mẹ màu cây. Con muốn bác sĩ màu hồng hả? Dạ, muốn màu pink. Thôi ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, quay ghế hoài vậy. Quay so fast hả? Rồi, coi chay kìa, chay coi cái cây kìa chay. Cái đẹp hay chưa? Lại đứng ngay chỗ cái cây đó mới chụp tấm hình coi, lại lên. Lại đứng ngay chỗ đó nhìn lên mẹ nè. Rồi, nhìn mẹ với chết bác sĩ vô. Nhìn mẹ nè. À bác sĩ vô phải ngồi xuống. Ừ. Ừ giỏi, ngoan. Marker.
Chưa bác sĩ vô là bác sĩ tự mở cho con khỏi mở. Mở. Khỏi mở. Dạ mở. Không, đừng có sầm bộ đi xuống nữa à. Lại cây để đứng chụp hình tấm hình coi. Con chim đâu chỉ mày coi con mấy có mấy con chim. Lại coi cái cây coi có mấy con chim ở trên đó. Đó có mấy con chim đó, nhìn coi có mấy con chim. Đúng rồi. Đúng rồi, cười cái ai, cười cái chụp tấm hình cái ai. Cheese. Nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ nè. Đúng rồi. À. Đau quá. Đau quá hả? Yeah. Chút nữa bác sĩ vô. Bác sĩ Ừ. Mẹ mẹ. Dạ. Rồi xuống chó. Gì? Xuống chó. Muốn chó gì mẹ có lấy được đâu, kêu đi lên chó. Dù gì. Chút nữa là khám xong bác sĩ cho đó. Khám xong bác sĩ cho ôm về, đúng không? Chưa có thấy hai mẹ con nào mà đi khám bác sĩ mà. Muốn thấy ai? Leo đâu? Thôi đừng leo. Bác sĩ con chay nó chuẩn bị leo lên ghế bác sĩ ơi. Bác sĩ con chay leo lên ghế bác sĩ phá đồ bác sĩ ơi. Chay. À, ngồi xuống thôi nhà chứ không có vậy nha. Đây nè, con coi mắt của mấy anh mấy chị nè, thấy không? Đây nè, tội nghiệp ghê chưa? Tội nghiệp mấy anh mấy chị ghê chưa? Đó, con không có được giỡn hết nghe chưa? Giỡn hết là bị mắt con cho mắt vậy đó. Không có được cầm mấy cái cây nhọn nhọn nghe chưa? Nhọn mà đúng rồi, nhọn nè, đúng rồi, mấy cây nhọn đó đúng rồi đó. Đâm vô mắt luôn đúng rồi. Rồi khóc hu là bị vậy luôn đó. Hả? Bà già lấy cây ba ăn cây luôn á. Đúng, đừng có phá. Con không phá, giỏi. Con không phá bác sĩ ơi, đúng rồi. Đúng rồi, anh chị đó thấy tội nghiệp anh chị chưa? Anh chị bị đau. Đúng rồi. Anh bị đau chưa? Dạ. Ngồi im đi. Thấy chưa? Ai mượn? Đó, bà sẽ vô. Rồi, lên ghế ngồi. Đó, say hi. Hey, nice. Going to sit on your black chair, chị đi. Thì lại ghế màu đen. She's gonna sit by herself. Yeah. Wow, what a nice big girl. Yeah, she's a big girl. I'm Dr. Rao. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. I understand she's been turning her head to the side to see certain things, huh? Yeah. Hi, Jade. Very good girl. Yeah, see? Can I look at your pretty eyes? Thank you. Can you see my light here? No. Look at the light. Can you see my light? Good. Look at the light, yeah. Yeah, let me show you the doggy. Look at that, Jade. Can you see the doggy?
Hard to say why she was doing that. I'm glad to hear that it's better. Sometimes it's just a little habit they get into. Mm-hmm. Sometimes they do it if there's an eye muscle issue, mm-hmm. But she doesn't have that. The only thing I do see, though, is that she is slight. At this age, they're usually farsighted. Uh-huh. So the fact that she's nearsighted indicates that she'll probably need glasses earlier than average. Mm-hmm. But it's such a mild amount right now that it's not necessary yet. Oh, okay. And I do think it's something that it should be rechecked again, mm-hmm. approximately. Can you see my nose, Jay? Jay, look at his nose. She doesn't like the lights either. What's that? Yeah, nobody yeah. likes them, but she did good. Towards the doggy one more time, Jay. Look at the doggy. Pretty straight at the moment. She is tilting a little bit. There you see that, Jay. Yeah, good girl. Keep watching, man. Here, I don't want to look good, so. Có mũi tên chỉ mình đi đó, con thấy không? Con đi cách xa mẹ 6 feet, Jay ơi. Con gần mẹ quá. Rồi, cô chú ơi, khám mắt Jay xong rồi. Thì bác sĩ nói là mắt tốt, không có gì lo ngại hết. Lâu lâu nó nhìn kiểu đó, tại vì giống như cái muscle, là cái cơ của nó. Vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà có dấu hiệu của bị cận. Là nếu mà mời mà muốn biết là bao nhiêu độ thì phải 2 năm nữa trở lại mới khám rồi mới cho độ đeo mắt kiếng, là chuẩn bị là đeo mắt kiếng sớm đó. Nó cũng y như ba đó rồi đó, ba nó hồi đó còn nhỏ là mà từ cỡ đó cái tuổi đó là 5-6 tuổi là đeo mắt kiếng rồi, y như ba nó là Ngọc hồi đó mà cũng bị cận giống y chang đó cô chú. Vậy cái video clip này tới đây xin kết thúc nha cô chú. Thì đó là giống như cái câu trả lời cho cô chú ai đang quan tâm về mắt của Jay á. Bữa giờ cô chú hỏi hoài đó. Rồi Ngọc hỏi là cái tật mà nhìn nghiêng của nó gì, mình có nên chỉnh không? Bác sĩ nói không, nó sẽ tự đi, nó sẽ tự tới và nó tự đi, nên là không có cần phải chỉnh. Tại vì hả, và bữa giờ thôi, có khi thì nó nhìn nhiều, nhưng mà có khi thì nó nhìn ít. Nước. Có khi nó nhìn nhiều nhưng mà có khi nó nhìn ít. Giờ đỡ rồi. Dạ chị hai, dạ em đi mua nước cho chị hai uống liền. Trên xe không có nước chị hai ơi. Trên xe mùa nóng không có để nước trên xe nên không có nước. Bây giờ em quẹo vô mua nước cho chị hai uống liền chị hai. Chị đòi cái gì là chị cà giật chị đòi liền rồi. Sao chị giống em dữ chị hai. Kẹo ăn kẹo. Đây mày dẫn vô đây nè, mày đu mua chuối xuống nè. Chú xuống nó bổ dưỡng, nó healthy hơn nè. Đó thì đó là cái câu trả lời cho tất cả các cô chú quan tâm tới mắt của Jay nha. Mọi thứ đều tốt nhưng mà cũng có cái dấu hiệu của Nguyễn Thị Cận Thị. Dạ chị hai, em đi mua nước cho chị uống liền ngay lập tức. Rồi thôi, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip ngày mai của Jay. Bye bye. Hả? Bye bye cô chú đi. Cảm ơn cô chú nhiều. Này chị giỏi quá, chị đi khám bác sĩ chị giỏi quá trời giỏi luôn. Chị có thích bác sĩ không? Dạ. Chị có lớp bác sĩ Chu Cà Mau không? Đúng rồi, bác sĩ đi vô phòng.